Đây là con ốc mắt to, hay còn là ốc mắt trâu, như vậy của nó khá là giống với mắt con trâu này. Đây là ốc nón này, hình nó giống như cái nón đấy mọi người. Còn ở những khu vực khác thì mình không biết là tên gọi của nó như thế nào. Đây là ốc rổ nha mọi người.